D à anh Vời ơi? D à? À sộp à? Đâu sộp? Sộp sộp. Sộp. Anh hết nhỉ? Đúng một người nó kẹp cộng đá ấy mà. Cộng đá anh ấy. Nó khai thác nó kẹp đấy mà. Hoàn toàn tự nhiên. Trước chắc là đến tận đây nhỉ? Đá xuống lại còn ở đây. Ngập ở trên nó chỉ thò một cái cổ ở đây thôi. Mới với ra lại thế hay. Đá đục đấy mà. Là... con này là khai thác là nó lại được nguyên còn nguyên chân này. Hay đấy. Yeah. Mà giá trên anh em biết là bao nhiêu anh? 3 triệu rưỡi. Còn cái dưới này bao nhiêu? Cái dưới 4 triệu. Dưới nhìn hay nhỉ? Dưới nó... đấy, yeah. Sạch sẽ chưa? Nó cái nó lại là mỏng dính nhỉ? Là 5 thân. Hay, rất sạch, rất đều. Yeah. Hay đấy. Quá đẹp luôn. À, cũng của anh nhỉ? Ừ. Cái này hay nhỉ? Ủa, nhài thơm, nhài kép à? Cái nhài của ai đấy anh? Cái của thằng. Đấy. 4 triệu để sạch sẽ. Đang rộng này nhìn nó, anh để trong ra thêm nhìn rồi. Đấy, phết này, mướt mát phết này. Vâng. Cái này để... để lên cái kỷ hoặc cái đôn nhỉ, gỗ đẹp như vừa đẹp mà tổng thể nó là đồ khai thác nhưng mà nó rất là hình thành nó tổng đấy nó và sạch sẽ làm rồi đấy, làm xong rồi này không phải chờ này, con này là dùng lá nhỏ này, lá này là luôn là bé lắm, bé xíu hay đấy, nhìn thực tế mắt mới thấy hay, sạch sẽ cân sáng sủa rõ ràng. Quá nghệ nhân, quá tỉ mỉ luôn. Ờ, con này hay nhỉ. Nghe con này là cấy vào không? Con này là người ta cấy chứ. Con này bao nhiêu anh? Con này là 5 triệu rồi. 5 triệu. Cắt mẹ cái này đi cho nó ra cho đấy. Nó gọn. Quốc phồn quốc quý Việt Nam. Quý. Nó hợp nhau rồi chứ không là chứ nó mà lại cái khác nó cũng hợp. Ừ. Đây ra muộn rồi. Vâng. Đang kia phải chạy giờ. Anh Kiện cái này bao nhiêu để báo giá luôn nào? 35 triệu. 35 triệu đọc số luôn. 0967. 0967. 113. 113. 013. 013. Còn ông nào thích cái cây của anh Vời thì gửi số. Đấy, 35 triệu. Trước đông, đông đâu vậy? Bảy. Bây giờ phải chạy đi luôn, đang sốt ruột việc quá. Cố ra đây thì. Đấy, bể vãi, bết nguyệt. Cây này cũng gần bằng cái cây vừa bán 7 tỷ rưỡi đấy. Đi bay à? Gì nhỉ? Thụ Lâm Vòng Thạch. Xanh quê rồi, đang sốt lắm đấy. Sốt. Nhìn rồi thôi mà nhặt cả ngày không hết đâu. Chín đầu à? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ờ, tính kiểu gì, tính ra 9 đầu là được. 9 đầu thì chú ạ. Cửu Long Trinh Châu à? Vậy à, bãi cây này là cây xanh quê về thả nước thì đẹp. Nhài kép nhìn cái hoa kết. Thắng Vẹo bán bao tiền cây nhài kép không biết? Bao tiền cây nhài kép anh? 2 triệu 2 triệu rưỡi gì đó. Bao tiền một đôi anh? Một đôi à? 2 triệu. 2 triệu một đôi, còn một cây thì là cây 1,5 triệu. Nhài kép. Thơm nhỉ? Hai là cổ. Kiếm được. Bác cứ đi đi. Cái cây còn còn là những cây à, thì mới ra mà, nhưng mà cái đầu nó mình nhìn nó cứ tụt xuống chỉ cây, có cây, nhưng cây mà đấy loạt ấy chỉ có mỗi cây đấy thì nhìn được được. Cái đầu bỏng lên một tí nữa thì đẹp, nhưng hơi chìm xuống. Nhài này cũng như là cái nhài kép, hoa kép hoa to dày. Nhài này nhài tà đúng không? Kia tà kia hoa kép ba lá là kép. Sung cái quái ghê. Mua đi anh ơi. Quái. Đây cũng của vời. Bác nuôi chung cỏ vào rừng thì bác về bác có quả ngày. Bác là chiêu nuôi chung nữa. Cây lao quả từ gốc đến ngọn. Em quên kém rồi, em chịu cái dị ứng của nó. Đẹp em cũng thích. Tình vời đây. Quá mất quái là ít quả. À đúng rồi. Để gần đây là à con này ba con cũng. Đấy. Nó mà nhiều ông mân cây kia quá nhỉ. Cây đấy. À. Tình vời có ra làm việc được cái này này. Thì quốc thì ấy được rồi, nhưng mà nói bán sinh này. Bà con là tầm trên chục phí là vui nhỉ. Yeah. Ừ. Nhưng mà sẽ chỉ cho ngoài dân chơi rồi. Nó tầm 34 triệu. Ừ. Nhưng mà trước thì được, nhưng mà sau thì nhìn sau nhìn nó mới ấy quá. Nhìn nó kiểu chu, nhìn nó cứ như đất ăn đất ấy. Mặt ừ. Trước thì lại khác hoàn toàn. Để dành tiền mua cái khác các bạn. Ừ. Là mua là về mệt đấy nhỉ. Yeah. Mua cố là mua về. Nó mình ra. À quay lá. Đấy. Lá đẹp. Như là mong nhỉ. Lá dày xanh. Nhà nhỏ tí. Đẹp. Này là hình như cứ nhổ như thả nước ấy giờ đúng không anh? Thả ra nó kiểu nửa bán nước bán không. Hôm đấy của nhà nó thì nó để nó đất nó kiểu trắng nhỏ như vai cày. Bỏ về quá nhỉ. À đấy. Để nhắc lại xem câu bác kia bác đấy, bác nào mà đặt cây 10 triệu dáng nàng đặt trước tôi thì chú xem lên anh em nào mà đặt rồi thì liên hệ lại đúng không? Số đấy. Ừ. Đấy bác nào nhá, đợt trước đây có đặt cọc cây của anh Kiện cây 10 triệu đúng không? 10 triệu đấy thì liên hệ lại cái, mình thời gian lâu quá rồi, liên hệ lại với anh Kiện cái nhé. Không có, bây giờ không biết ai mà gọi đấy. Đưa tin luôn. À, từ. Cho hàng này thì phải là vách nó khôn như khôn này. Đây nó cái này. Có cái đục nào nhỏ. Thật luôn này.
Nó sang Trương vậy, có Trương. Anh ấy thì đầu núi này đi. Điện là bao nhiêu? Nam, Nam Được rồi. Ít luôn. Cái này thua dê, con nhặt nhiều và mượn cái ấy qua nhặt mót thì này bấm thì nó loan vào rồi nó ăn, cắt nó không bị tước đầu. Cái cạp á, kiểu cái kẹp cái thép ấy, cái thép rồi. Nó, nhưng mà cái đấy bấm được mà có chương có luôn, chương bấm cái ngọt lắm, cả thép cả ấy đều ngọt, bấm cả răm cũng được. Tại chị anh kiểu chính là mẹ xây này. Thịt luôn, thịt luộc luôn. Này cái này cắt đến đây này. Anh Tân mượn hai cái lục với cả đây. Trên đi, sao trên đi. Cổ cắt bay cả cái này luôn được. Cửa to quá. Ngồi tỉ mỉ nhặt quả một buổi cũng xong không phòng không hết được đâu. Lúc lại nhìn thấy nhặt xong rồi về lúc ra lại nhìn thấy lại có chỗ rồi nha. Nó một cương cương việc dài kỳ trừ kỳ ấy. Ui rồi được cái chày rồi, được cái chày rồi. Rồi. Sang tiếp vào hàng cuối cùng để kết thúc buổi chợ này luôn.